Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau dành cho xe 3 bánh, dành cho người già hoặc các bạn thích độ xe hàng khủng cũng được. Cái này thì bản lốp là rộng 22 cm, bề ngang phủ bì bánh là 83 cm, thì 83 thì nó sẽ có 93 và cứ 10 cm một là kích thước rộng, còn kích thước hẹp nhất là 83. Đấy, dàn này là dàn phanh đĩa trước bộ gắp này các bạn có thể tự chế hoặc là mua cũng được. Đấy, nó sẽ được gia công bắt vào với lại cái bốn con ốc này, và một phần nó sẽ bắt lên trên cái thân vỏ này bằng một cái mặt bích mình hà lên trên cầu nữa. Đấy, củ phanh đĩa thì bít tông đôi nhé, rất là bền, ăn và an toàn. Đấy, xi lanh đôi này, má phanh lớn này, rất là an toàn nhé. Cầu này thì cầu lệch thì nó sẽ phù hợp với lại xe máy của mình thì cứ bắt lên là nó sẽ thẳng hướng thôi. Cái bộ càng này thì lắp được cho hầu hết tất cả các loại xe số. Đấy, có lỗ đây, khoan lỗ xuyên qua này, đóng cái trục giảm sóc, trục càng vào đây, trục bạc càng vào đây nhé. Bản này là đường kính này thì là đường kính bánh 48 cm, con này là vành 14 inch. Con này có đường kính bánh là 14 inch và đường kính là 48 cm, vành 14 inch nhé. Vành 14 thì các bạn cứ lấy 14 nhân với 25,4 mm thì nó sẽ ra đường kính vành. Đấy là đo theo inch. Bộ càng, bộ gắp, số lùi, trục cá đăng này. Trang bị thêm cho các bạn hai bộ khớp này, giảm sóc này, bắt giảm sóc này. Thì mọi chi tiết thì xin liên hệ 0983 818 955 nhé. Tim ốc này là tim ốc 710 này, chéo 7 vuông 10 này. Cái này sẽ bắt đồng bộ cho các bác nhé. Ốc mạ chrome rất là đẹp. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.